Tina xin chào quý diễn giả. Hôm nay là dịch quá trời rồi, với lại trời thì đang nắng nóng nữa, thì Tina cũng không có ra đường được, nên giờ đó bụng quá, giờ phải Tina phải vô trong tủ lạnh phải lủng cái gì ăn đó, giờ đó bụng quá chịu không nổi rồi. Giờ đói bụng quá sao ta, có kem không, lẽ ăn cái kem đi, trời đang nắng nóng nữa ăn kem cho mát, giờ đói bụng rồi ăn đỡ đi chứ không được ra ngoài đường khổ quá. Trời nắng nóng đói bụng, ui kem ngon quá ơi, giờ đó bụng quá, ăn kem đi cho đỡ đói. Bây giờ mùa dịch mà đi ra đường cũng nguy hiểm lắm cái gì. Ngon quá, ngon, béo bổ, béo bụng mà cũng có món ăn cũng ngon. Này là kem sữa nha quý vị, cực kỳ béo, ngon ngọt. Ngon quá. Giờ đi ra ngoài ăn đây. Giờ là cũng xong một cái kem rồi, giờ ra ngoài mình ăn ha, coi tivi nữa. Trời ơi, mùa này người ta nói ngâm nắng nóng ăn kem hợp lý ghê, nó ngon, thơm, nó trộn thơm, nó béo quá trời. Ngon quá. Giờ nãy nhà ăn kem là hết sảy luôn á nha mọi người. Ngon quá. Vừa ăn kem vừa coi YouTube, hết sảy luôn. Mới mua dịp này á, nó không được ra ngoài đường, cực khổ lắm quý vị, ăn cũng không được nữa, không thèm cái gì, ăn không có món để ăn, có kem ăn đỡ. Ngon. Nãy giờ Tina ăn cũng gần xong rồi. Coi mấy clip hài thì cười chết luôn á, ăn gần hết mà còn không hay nữa nè. Tina chào quý vị khán giả nha. Lần sau nếu mà muốn Tina làm những cái món nào mới hơn thì comment bình luận ở dưới phía sau và bấm nút like cho Tina nha. Bye bye.